khi cho bạn trai mượn tiền. Baby à, tháng này em lãnh lương chưa? Không phải anh ấy muốn mượn tiền mình chứ. À, em mới nhận lương. Có thể cho anh mượn 3 triệu xài đỏ không? Tuần sau anh mới lãnh lương. Ok. Không sao, dù gì anh ấy cũng tặng mình cái vòng cổ mấy triệu mà. Yêu em. Em yêu, có muốn ra ngoài chơi không? Thôi, không đi. Baby à, anh có phải quên cái gì rồi không? Hả? Không phải trí nhớ cô ấy rất kém sao? À, để anh chuyển khoản cho em. Mau chuyển đi chứ, ngại muốn chết. Em muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản? Mất mặt chết đi được. Chẳng lẽ lại nói là có? Sao em lại không trả lời? Em à, đừng giận anh nữa. Anh chuyển khoản cho em ngay đây. Anh tự đưa cho em, với em nói rồi anh mới đưa, giống nhau sao? Với lại cái này là anh mượn em. Bình thường ra ngoài đều là anh lo cho em. Chút tiền này của em anh cần sao? Tôi nhỏ mọn, tôi không hiểu chuyện. Bất luận thế nào mình cũng phải thắng. Tôi bắt anh cho tiền tôi hả? Tôi ép anh sao? Tất cả đều là anh tình nguyện cho tôi. Là do tôi ngu sao? Hóa ra em nghĩ như vậy. Phải chặn hỏng nó trước mới được. Chia tay đi. Nếu bây giờ chia tay thì lỗ quá. Mới hôm trước dẫn cô ấy đi ăn hết 200 ngàn. Em à, anh biết là anh sai. Không đứng trên góc độ của em mà suy nghĩ. Bất luận thế nào, tiền này anh sẽ trả cho em. Hy vọng em bình tĩnh suy nghĩ lại. Nói như là mình vì chút tiền của nó vậy. Tiền đó anh giữ đi. Cút. Ông chủ à, tôi không bán sợi dây chuyền này. Xin lỗi cô, sợi dây chuyền của cô là giả. Hả?